Hôm nay Hoài thay mặt cộng đồng DBS uh, sẽ đọc cho chúng ta cái chương số 21. Đó là điều trị hội chứng thời kỳ mãn kinh và chăm sóc sức khỏe phụ nữ. Cái nội dung ngày hôm nay thì Hoài nghĩ là trong zoom của chúng ta hầu hết là chúng ta đang trong cái độ tuổi này rất là cần có những kiến thức này để uh, chăm sóc cho sức khỏe của chúng ta hiện tại và sẽ giúp đỡ được khách hàng bên ngoài kia rất là nhiều đó rất nhiều bệnh lý tâm thần xảy ra sau giai đoạn năm 60 tuổi, thậm chí là 70, 80 tuổi, đều có dây mơ dễ má với hội chứng thời kỳ mãn kinh. Hội chứng thời kỳ mãn kinh là một dạng bệnh lý thường xảy ra ở độ tuổi 40 đến 50 tuổi. Người bệnh thì tính tình bất ổn, dễ nóng hổi, nổi nóng, cảm xúc thì dễ dao động, cơ bắp chân tay, thậm chí là toàn thân run rẩy, mất ngủ, da mồ hôi trộn, tim loạn nhịp, sắc mặt đỏ, thắt lưng đau mỏi. Trong chúng ta có ai trong cái thời kỳ tiền ăn kinh mà mọi người gặp những cái trường hợp như vậy không ạ? Có đúng không ạ? Vấn đề cần thảo luận bây giờ là nếu người ngoài 30 tuổi mà xuất hiện các biểu hiện trên thì người ta gọi là bệnh gì? Nếu người ngoài 20 tuổi chưa kết hôn xuất hiện các biểu hiện trên thì làm sao trẻ em vài tuổi mười mấy tuổi xuất hiện các triệu chứng này thì thế nào trong các nhóm người trên cũng có những trường hợp như vậy chỉ là số lượng không nhiều đều gọi chung là hội chứng thời kỳ mãn kinh hay sao đương nhiên là cách gọi này không hợp lý rồi hội chứng thời kỳ mãn kinh chắc chắn không phải là do chức năng buồng trứng suy giảm gây ra. Cùng lắm cũng chỉ là ngòi dẫn khiến nổ nó bùng nổ mà thôi. Khi thấy nhiều đứa trẻ trong tình trạng thiếu hụt nhiều loại chất dinh dưỡng thì xuất hiện các biểu hiện như tâm trạng bất ổn, dễ nổi cáu, mất ngủ, đổ mồ hôi trộm. Tôi nghĩ rằng chẳng thà đổi cái tên hội chứng thời kỳ mãn kinh thành hội chứng thiếu hụt chất dinh dưỡng thì hơn. À, hôm nay chúng ta lại học thêm được một cái kiến thức đó là hội chứng thiếu hụt chất dinh dưỡng. Đối với trường hợp là à, đổ mồ hôi trộm này, à, cáu gắt này, toàn thân run rẩy này, mất ngủ này, tim loạn nhịp này và nhất là người ta gọi là cái chứng chứng um, người ta gọi là chứng nóng 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 bức trong người tức là bốc hỏa đấy cả nhà bác sĩ lưu là một chuyên gia khoa nhi rất là giỏi y thuật thì tinh thông lĩnh hội về y học rất là cao rất là nhiều bậc cha mẹ còn tìm riêng cô để khám bệnh lần đầu thì chúng tôi gặp nhau tôi đã thấy cô rất là xuất sắc rồi y đức thì cao thượng do cô mắc hội chứng thời kỳ mãn kinh rất là nghiêm trọng nên mặc dù là có tâm tính rất là tốt nhưng bây giờ tính khí cô nóng nảy ở trong khoa đã nổi danh là dẹp khắp thiên hạ không đối thủ rồi nhưng khi cô trả lời câu hỏi của các bà mẹ đưa con đến khám nhắc đi nhắc lại năm lần vẫn không thấy phiền phức thực sự là quá giỏi bởi vì là cô có tình yêu thương rất là lớn biết rằng sức khỏe của mình không tốt nhưng mà lực bất tòng tâm nhưng nguyên tắc của cô đó là cố gắng hết sức giúp được bao nhiêu người thì sẽ giúp được bấy nhiêu người Cô có thể tiếp nhận việc điều trị bằng chất dinh dưỡng cũng có thể nói là một sự báo đáp của ông trời dành cho người tốt như cô. Cô chỉ mất khoảng 2 tuần các biểu hiện điển hình của hội chứng thời kỳ mãn kinh trước đây đều biến mất. Mọi người nhìn vào cái hà cái cái hình này này, thực ra là khi mà chúng ta bước sang tuổi 40, 50 rồi á, cái vấn đề mà hội chứng mà, mà mà không thích gần chồng á thì xảy ra rất là nhiều với chị em phụ nữ chúng ta mọi người sẽ thấy là ở nông thôn á thì cứ tầm khoảng độ 50 hay là 60 là 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 chúng ta tách riêng giường không ngủ chung ngủ chung cùng với nhau rồi đúng không ạ bởi vì lúc đấy là cái cơ thể của người phụ nữ nó rất là khô hạ và già rất là nhanh trong cái thời kỳ này bởi vì là cuộc sống thì thiếu hụt chất dinh dưỡng lâu ngày này thứ à, hai nữa là cuộc sống thì vất vả do vậy mà khi mà bước sang cái tuổi 50 đến 60 á là mọi người đã cảm tưởng là mình già và đi chùa hết rồi thường ấy có cái thiện như thế đúng không ạ nhưng mà khi chúng ta học về dinh dưỡng á thì con người có khả năng quan hệ tình dục 70 80 tuổi nhé cả nhà nhé Tại sao tỷ lệ phát bệnh của hội chứng thời kỳ mãn kinh ở nữ lại cao hơn hội chứng thời kỳ mãn dục ở nam? Điều này có liên quan đến trải nghiệm trong cuộc đời của nữ giới. Cuộc đời người phụ nữ phải trải qua vài cửa ải, các cửa ải này đều phải tiêu hao lượng lớn chất dinh dưỡng. Cái thứ nhất này Thông thường thì tính cách phụ nữ khá là nhạy cảm. Hơi ích kỷ, nhiều tâm sự. Tâm lý không tốt sẽ tiêu hao lượng lớn chất dinh dưỡng trong cơ thể. Thường là chúng ta có một cái tâm sự gì to nhỏ hay là cái cuộc sống gia đình mà chúng ta không được êm đẹp là thường thường phụ nữ những cái phụ nữ mà mà mà, mà có cái tính cách mà trầm tính ấy là thường thường là hay là nén tức là nén cái cái, cái, cái nỗi buồn đấy vào bên trong và không hay là à, không hay là tâm sự ở bên ngoài và thường thường phụ nữ là có cái sự chịu đựng đau khổ hơn nam giới rất là nhiều ở cái chỗ này vì vậy mà cứ à, mỗi một lần chúng ta bị như vậy thì là cái cơ thể của chúng ta à, sẽ bị tiêu hao cái à, lượng rất là lớn chất dinh dưỡng trong cơ thể của chúng ta ra ngoài ha hơn nữa thì cách thể hiện tình cảm của nữ giới và nam giới lại khác nhau. Thực ra thì điều này không phải do nữ giới mà là do xã hội gây nên. Bởi lẽ mỗi người khi sinh ra đều không thể thoát được sự ảnh hưởng của hoàn cảnh xã hội. Ví dụ khi còn nhỏ thì bé trai càng nghịch ngợm thì càng được yêu thích đúng không ạ? Đi đã lớn rồi thì vẫn cởi chuồng chạy nhảy. Còn bé gái thì càng ngoan thì càng được yêu thương ngoan ngoãn nghĩa là phải ăn mặc gọn gàng sạch sẽ hành vi phải vào nền nếp cho nên khi lớn lên cách thức xử lý các vấn đề cảm xúc của nam giới và nữ giới cũng khác nhau đàn ông thì không vui thì có thể tìm vài người bạn uống chút rượu và nói chuyện kể những việc không vui ra giải quyết vấn đề bằng cách trao đổi nhưng rất là nhiều phụ nữ lúc không vui vẫn phải làm việc dọn dẹp nhà cửa càng tức giận càng làm càng làm càng tức giận xa xỉ hơn một chút thì đi dạo phố mua đồ đúng không ạ mua đồ mua sắm nhưng khi trở về nhà vẫn có thể phải đối diện với những chuyện khiến người ta phiền não đó cho nên không thể đạt tới hiệu quả như cách nói chuyện trao đổi được thứ hai là kỳ kinh nguyệt hàng tháng của phụ nữ. Mặc dù có người nói rằng kinh nguyệt đã đẩy nhanh quá trình trao đổi chất à, trong cơ thể người phụ nữ, khiến phụ nữ khó bị lão hóa, nhưng có một vấn đề không thể né tránh là kinh nguyệt hàng tháng sẽ khiến phụ nữ hao hụt một cái lượng dinh dưỡng rất là lớn, vì máu kinh nguyệt và nội mạc tử cung bong ra đều được tạo thành từ lượng lớn chất dinh dưỡng. Phần nội mạc tử cung bị bong ra vốn là dùng để mang thai, là nơi để thai nhi lớn lên. Bạn thử nghĩ xem, một nơi như vậy chắc chắn phải rất là tốt đúng không ạ? Cực kỳ mềm xốp và dày dặn, nước và các chất dinh dưỡng đều rất đầy đủ, trong đó chứa lượng lớn là protein, vitamin và khoáng chất. Nhưng vì không mang thai thành ra là chuẩn bị cũng bằng thừa rồi bong đi mất nếu không có ý thức bổ sung dinh dưỡng trong thời kỳ kinh nguyệt thì sẽ khiến phụ nữ rơi vào tình trạng thiếu dinh dưỡng mãn tính lâu ngày thì trước đây hoài thấy mọi người cứ nói là phụ nữ mà đến cái thời kỳ tháng đấy thì rất là hay cáu gắt nên là bây giờ mọi người thường hay có ý thấy hãy có cái quan niệm là những cái phụ nữ mà đến cái thời kỳ mà tháng lại là chúng ta đừng có động vào nha là tại vì cái thời kỳ đấy là phụ nữ rất là hay dễ nổi cáu này à, nóng người nóng giận lung tung vô cớ ấy. nhưng mà thực ra thì khi mà học đến dinh dưỡng thì chúng ta sẽ thấy là bây giờ thì không còn những hiện tượng đó nữa nếu như chúng ta bổ sung dinh dưỡng đều đặn một cách thường xuyên bởi vì sao bởi vì cái hội chứng này là cái hội chứng chúng ta biết đó là hội chứng thiếu hụt dinh dưỡng mà gây nên thôi khi chúng ta bổ sung dinh dưỡng thì cái hiện tượng đau bụng kinh hoặc là cái hiện tượng cáu giận, cáu giận thì sẽ dần dần nó sẽ biến mất. Và nhất là những cái um, thời kỳ mà chúng ta chuẩn bị cho cái thời kỳ tiền mãn kinh của phụ nữ ấy, thì nó sẽ uh, dễ dàng hơn rất là nhiều ha. Thứ ba là mang thai và sinh con. Thì trước khi mang thai ấy thì trong lúc mang thai và lúc sinh và sau khi sinh phụ nữ đều cần được cung cấp lượng lớn chất dinh dưỡng do đứa trẻ được tạo nên chính từ chất dinh dưỡng. Nhưng mà rất là ít người chủ động có ý thức tích cực bổ sung dinh dưỡng. Điều này dẫn đến tình trạng bào thai hút dinh dưỡng từ cơ thể mẹ. Khiến phụ nữ mang thai hoặc sản phụ xuất hiện tình trạng suy dinh dưỡng ở dạng nghiêm trọng thì trong phần 2 thì chúng ta sẽ thảo luận kỹ hơn nó về phần sinh sản tối ưu mọi người sẽ thấy ở trên cái hình này khi mà phụ nữ đến cái tuổi mà mãn um, kinh á, thì thường thường là um, có hiện tượng là mất ngủ này đau đầu này và mệt mỏi cơ thể mệt mỏi thứ tư là cho con bú chúng ta đều biết sữa bò là chứa rất là nhiều dinh dưỡng nhưng mà đối với cái đứa trẻ mà nói thì sữa mẹ giàu dinh dưỡng hơn sữa bò. Do sản phụ đã hy sinh chất dinh dưỡng của chính mình để tiết ra sữa mẹ. Do đó, thời kỳ cho con bú, chúng ta cũng cần được cung cấp dinh dưỡng đầy đủ. Thứ năm, đó là suy giảm chức năng buồng trứng. Mãn kinh. Trong giai đoạn này thì cơ thể sẽ có sự điều chỉnh lớn do rối loạn chức năng nhiều hệ thống ví dụ như hệ thống nội tiết này để thích ứng với các ảnh hưởng do suy giảm chức năng một số cơ quan gây ra cho cơ thể mà việc điều chỉnh này cần lượng lớn đến các chất dinh dưỡng cho dù thì cửa ải nào chỉ cần chất dinh dưỡng thiếu hụt đến một mức nhất định thì các triệu chứng của hội chứng thời kỳ mãn kinh đều sẽ xuất hiện Do nam giới không phải trải qua các cửa ải trên này nên số bệnh nhân của hội chứng thời kỳ mãn dục ở nam sẽ ít hơn số bệnh nhân của hội chứng thời kỳ mãn kinh ở nữ giới rất là nhiều. Tuy nhiên thì ở nam giới cũng có thể xuất hiện triệu chứng vì tình trạng nam giới tiêu hao dinh dưỡng qua con đường khác cũng rất là nhiều, nhất là cái con đường mà xuất tinh cũng có thể thiếu hụt chất dinh dưỡng nhưng mà tỷ lệ nam giới sẽ ít hơn của nữ giới ha các bạn nữ có thể suy nghĩ một chút này một số tình trạng có thể không đợi đến khi bạn 40 50 tuổi mới xuất hiện đâu có khi từ sau khi sinh đã bắt đầu rồi và ngày càng nghiêm trọng thì tới khi 40 đến 50 tuổi thì cái chức năng buồng trứng của chúng ta bị suy giảm cơ thể làm cuộc kiểm tra tổng quát vấn đề thiếu hụt dinh dưỡng rồi biểu hiện hết các triệu chứng ra bên ngoài thì sau khi cung cấp đầy đủ chất dinh dưỡng thì một người có thể trải qua thời kỳ mãn kinh, đó là thời kỳ suy giảm chức năng buồng trứng nhưng có thể không phải chịu đựng những dày vò của hội chứng thời kỳ mãn kinh. Chúng ta nhớ ha. Bổ sung dinh dưỡng ngay từ bây giờ thì chúng ta sẽ không phải khổ sở cái vấn đề để thời kỳ tiền mãn kinh như một số người bị thiếu hụt dinh dưỡng bởi vì là có rất là nhiều người mà hoài thấy là um, cái thời kỳ mà mãn kinh á thì uh, tính khí thất thường này uh, mất ngủ này bốc hỏa này uh, đau xương khớp này sốt so chết này đủ hết thì nếu như chúng ta có cái thời cái thời gian trước mà chúng ta chuẩn bị để cái cơ thể của chúng ta không bị thiếu hụt chất dinh dưỡng thì chúng ta sẽ không xảy ra những cái hiện tượng đó nữa ha thì chúng ta gọi chung quy đó là suy giảm chức năng buồng trứng thời điểm suy giảm chức năng buồng trứng của một người cũng có liên quan trực tiếp đến sự thiếu hụt chất dinh dưỡng người không thiếu dinh dưỡng thì chức năng buồng trứng có thể duy trì đến hơn 50 tuổi thậm chí là hơn 60 tuổi Điều này cũng có liên quan đến tình trạng dinh dưỡng suốt cuộc đời của người đó. Đó mọi người nhớ ha, tức là phụ nữ của chúng ta có thể quan hệ tình dục hơn 60 tuổi, thậm chí là 70 tuổi. Đó là cái chuyện bình thường, nhưng mà tại vì là chúng ta không cung cấp đủ dinh dưỡng cho cơ thể nên là cái hội chứng suy giảm bồn chứng của chúng ta nó bị xảy ra như vậy. Thế nên là 50 tuổi đến 60 tuổi là chúng ta đã chẳng còn ham muốn gì nữa đâu, đúng không ạ? ở bệnh viện thì cực kỳ ít sử dụng chất dinh dưỡng trong điều trị hội chứng thời kỳ mãn kinh mà dùng các loại thuốc để giảm các triệu chứng điều này sẽ để lại rất là nhiều cái di chứng một số người thì tâm trạng và cảm xúc luôn bất ổn một số người thì có triệu chứng của hội chứng thời kỳ mãn kinh rất là nghiêm trọng đó là tâm trạng thì xa sút này điều trị trong vô vọng này có biểu hiện trầm cảm này thậm chí là muốn tự sát. Một số người bệnh khác cũng để lại mầm mống cho việc phát sinh các bệnh lý thần kinh sau này. Rất là nhiều bệnh nhân cực kỳ là đáng thương, các triệu chứng như tuyệt vọng, mất ngủ kéo dài cho tới khi tận thế. Mọi thầy thấy khổ không? Tức là nếu như chúng ta không biết thêm về cái kiến thức về về về, về hội hội chứng uh, suy giảm uh, buồng chứng uh, thì chúng ta sẽ thấy có những người mà người ta không ngủ được. Tính tình thì luôn luôn là bất ổn, trầm cảm. Vì vậy mà khi mà bị người ta kéo dài như thế người ta cảm thấy cuộc sống quá là mệt mỏi và người là người ta không muốn sống nữa. Có trường hợp là, hôm trước ngoài đọc ở trên cái báo mới ấy có một cái trường hợp là sau khi mà người ta bị covid xong á mà cái sức khỏe của người ta là người ta gọi bị hậu covid mà không thể ngủ được và sau khi mà không thể ngủ được như thế thì người ta tìm đến cái chết và thầy giáo của hoài là dạy công dân từ năm cấp 2 ấy tức là cũng bị mắc một cái bệnh đó là mất ngủ à, không thể nào mà ngủ được đi chữa trị rất là nhiều nơi không ngủ được và sau đó là thầy thầy tức là chán quá Thế là thầy treo cổ tự tử là vì là thấy cuộc sống này chẳng còn ý nghĩa gì nữa bởi vì là khi người ta bị uh, mất ngủ á, thì là người ta cái tất cả những cái cơ quan bộ phận trong cơ thể nó rất là mệt mỏi và cái thứ hai nữa là uh, cảm giác như thể là uh, người ta là người vô dụng á, sống vô dụng trong cuộc sống người ta không làm được cái gì á thế nên người ta sẽ tìm đến cái chết để cho nó thanh thản hơn á đấy nên là chúng ta cần phải chú ý những cái triệu chứng mà ngày hôm nay chúng ta gặp phải thì là chúng ta chỉ cần bổ sung dinh dưỡng là chúng ta có thể cải thiện được. Các phân tích ở trên không thể bao quát mọi phương diện. Nhưng tôi mong muốn mang lại một số hướng suy nghĩ có thể có hiệu quả cho việc điều trị các bệnh nhân bị bệnh tâm lý và tâm thần. Thực sự họ đã là quá là đau khổ. Vì nỗi đau tinh thần là điều mà nỗi đau thể xác mãi mãi không thể so sánh được điều trị bệnh lý tâm thần tâm thần cũng cần mang lại cho người bệnh một môi trường tích cực vươn lên và vui vẻ con người là sản phẩm của môi trường một lần nọ thì bảy tám người lớn chúng tôi ngồi quây quần quanh một chiếc bàn và nói chuyện nhưng có một cậu bé ngồi ở bên cạnh lại bật khóc cậu khóc rất là lớn có thể vì thấy chúng tôi không ai quan tâm đến việc cậu khóc nên lại càng khóc thảm thiết hơn. Một người trong đó kể một câu chuyện cười rất là buồn cười, tất cả mọi người đang ngồi quanh bàn đều phá lên cười. Cậu bé đang khóc kia thấy chúng tôi bật cười thì cũng cười theo. Đây chính là sức mạnh của môi trường. Thế nên là vô cùng là tuyệt vời khi mà chúng ta có môi trường đó là mỗi sáng từ thứ hai đến thứ bảy chúng ta lại được vào đây được gặp nhau được trao đổi kiến thức và môi trường này sẽ rèn rũ cho chúng ta là thứ nhất là cái thói quen dậy sớm cái thứ hai là cái thói quen đưa cái kiến thức vào trong bộ não của chúng ta hàng ngày đúng không ạ bởi vì sao bởi vì là khi mà chúng ta có kiến thức thì chúng ta có thể làm được mọi thứ trên cuộc đời này à, thế nên là cũng cảm ơn cái môi trường Cảm ơn cái câu lạc bộ đọc sách 5 giờ sáng của DBS đã cho chúng ta những cái thói quen tốt như thế này nha. Bởi vì chỉ có môi trường tốt thì chúng ta mới rèn luyện được con người tốt ạ. À, chúng ta đưa một người trầm cảm tới một môi trường vui vẻ và thân mật để họ cùng tham dự thì sẽ rất là có ích cho việc điều trị của họ. Nhưng môi trường của bệnh viện tâm thần cực kỳ là không lý tưởng một người bạn của tôi trong lúc nói chuyện có bảo rằng trong bệnh viện tâm thần á, thì có đủ các kiểu bệnh nhân tâm thần giữa họ ngoài việc học hỏi lẫn nhau về tư duy của bệnh nhân tâm thần thì kỹ năng để làm một bệnh nhân tâm thần này làm cách nào để giao thiệp với bác sĩ này làm cách nào để bồi dưỡng bản thân thành một bệnh nhân tâm thần đích thực đạt chuẩn thì chẳng học hỏi được gì khác một người tâm trí bình thường thì khi vào môi trường như vậy thì cũng rất là nguy hiểm đó mọi người sẽ thấy là cái môi trường nó sẽ tác động đến những con người rất là nhiều bởi vì là à, khi mà chúng ta à, thấy là các bệnh nhân kể cả các bác các bác sĩ thôi các bác sĩ ở trong uh, bệnh viện tâm thần á, khi hàng ngày người ta phải giao tiếp với những bệnh nhân tâm thần thì uh, cái tâm trí của người ta cũng bị cũng bị ảnh hưởng theo cái môi trường đó vì vậy mà khi mà chúng ta hỗ trợ hay là giúp đỡ một khách hàng nào đó để người ta điều trị bệnh thì cái vấn đề tâm lý vui vẻ thoải mái nhẹ nhàng tình cảm điều này vô cùng là quan trọng đến cả nhà nha quan trọng kinh khủng luôn bởi vì là khi đưa cho người ta đến một cái sự vui vẻ thoải mái thì cái cơ thể của người ta tiết ra một cái uh, hormone đó là entropy hay người ta gọi là hormone hạnh phúc ấy thì khi mà chúng ta tiết ra được những cái hormone hạnh phúc như vậy thì uh, cơ thể của chúng ta uh, sẽ tái tạo và phục hồi nhanh hơn đối với những người mà người ta uh, hay trầm uất trong cuộc sống chẳng thế mà đối với những người mà người ta hay buồn giàu này hay có tiêu cực trong cuộc sống thì cái tuổi thọ cái tuổi thọ của người đó sẽ giảm sút hơn rất nhiều so với cái người mà luôn luôn là vui vẻ lạc quan có những căn bệnh mà khi mà mọi người nhìn thấy là cái sự điều trị của hai người nếu như chúng ta kết hợp được với cái tinh thần vui vẻ thì cái kết quả điều trị của hai người sẽ hoàn toàn khác nhau vì vậy mà hôm nay chúng ta sẽ học thêm ngoài dinh dưỡng ra chúng ta sẽ học thêm được môn đó là môn tâm lý trị liệu <laughs> đúng không ạ nhà Tại vì sao? Bởi vì vào đây chúng ta được rèn luyện tâm trí này, chúng ta được rèn luyện cảm xúc này, chúng ta được rèn luyện để cho mình không bị cảm xúc tiêu cực kéo theo hàng ngày. Thế nên là chúng ta lại học thêm được đó là tâm lý, tâm lý cho bản thân mình và tâm lý luôn cho cả khách hàng. Thì khi chúng ta điều khiển được cái tâm trí của chúng ta thì thì mọi cái thế giới xung quanh không có làm cho chúng ta bị xáo trộn đúng không ạ? mọi người nâng cao cái tinh thần là nếu có cái điều kiện ngoại cảnh bên ngoài mà tác động của chúng ta nó không phục vụ cho cuộc sống của chúng ta tốt lên, nó không phục vụ mục tiêu của chúng ta tốt hơn thì chúng ta hãy dẹp qua một bên và chúng ta hãy nuôi dưỡng cái tâm trí của chúng ta để cho chúng ta thực hiện cái mục tiêu và cái ước mơ của mình mà chúng ta không nên là bị Bị, bị bị tức là người ta gọi là đi theo cảm xúc của người khác đó thế nên là cái uh, chương sách của ngoài hôm nay là đọc này đã kết thúc rồi mọi người sẽ thấy này thì uh, tất cả những cái uh, dinh dưỡng mà tốt cho trứng uh, phụ nữ tiền mãn kinh thì là tất cả các loại vitamin và khoáng chất trong thức ăn thì tất cả các loại uh, rau củ quả này các loại hạt này đủ loại màu sắc thì là cái nguồn dinh dưỡng tốt nhất cho cơ thể của chúng ta. Thì khi mà mọi người nhìn thấy vào cái hình này thì mọi người thấy là vitamin và khoáng chất trong thức ăn. Khi trong thức ăn của chúng ta mà không bổ sung đầy đủ thì cái wellness pack, uh, wellness shake của Allfame là một sự kết hợp hoàn hảo đúng không ạ? Nó có đủ các loại vitamin và khoáng chất cho chúng ta. 22 loại vitamin và khoáng chất bột thì cung cấp cho chúng ta chất đẹp, chất béo, chất bột đường vô cùng là hoàn hảo. thì khi chúng ta được bổ sung dinh dưỡng thì cơ thể của chúng ta sẽ được khỏe mạnh. Cả nhà.